Trương Quân Ninh có xuất thân từ Trương gia, là một dòng họ danh giá ở khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung, Đài Loan, có quan hệ thông gia với một trong ngũ đại gia tộc Đài Loan, Vũ Phong Lâm gia. Thế lực chính trị, quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp đưa gia tộc Vũ Phong Lâm gia hưng thịnh suốt hơn 100 năm. Ông nội của cô từng là chủ sở hữu của kiến trúc nổi tiếng Cung Nguyên Nhãn Khoa, nổi tiếng Đài Trung và từng là trụ sở của Nhật báo Đài Trung. Cha của Trương Quân Ninh là giáo sư khoa xã hội Trương Chí Minh tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, đồng thời công tác tại Viện Nghiên cứu Quốc gia. Con mẹ của cô là nhà văn nổi tiếng, thạc sĩ văn học cũng như là giảng viên của Trường Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, Trịnh Như Tình. Là một trong anh thế Việt, chẳng những xinh đẹp mà còn tốt nghiệp tại một đại học danh tiếng trong nước. Trương Quân Ninh trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, vốn đã tốt nghiệp cử nhân khoa luật Đại học Đài Bắc. Sau đó, vì lời hứa với gia đình, cô tiếp tục hoàn thành khóa luận khoa học để lấy bằng thạc sĩ. Quân Ninh luôn là một sinh viên ưu tú. Lúc học thạc sĩ không ngừng nghiên cứu luận văn. Ở phim trường, chỉ cần tìm được một góc riêng tư là lập tức tranh thủ học hành. Theo lời cô, lấy được bằng thạc sĩ là lời hứa của tôi dành cho mẹ. Quân Ninh từ nhỏ đã tỉ mỉ, điển hình cho phụ nữ lý trí. Người nhà đều bảo cô ngay thẳng chính trực. Trương Quân Ninh không chỉ học rộng, mà quan hệ của cô với bạn bè trong giới cũng rất tốt. Những đồng nghiệp từng hợp tác với Quân Ninh đều hết lời khen ngợi, nhận xét cô là một người chu đáo, thiện lương, khiêm tốn, chân thực. Trương Quân Ninh và những đồng nghiệp trong CBiz. Được biết tới là một cô gái thuần khiết không một vết nhơ, Trương Quân Ninh là người tình lý tưởng của nhiều ngôi sao nam. Những người từng hợp tác với Trương Quân Ninh như Triệu Hữu Đình, Trịnh Nguyên Sướng, Bành Vũ Yến, v.v. đều khen cô là một người rất có khí chất, thân hình cực chuẩn, tính tình lại tốt. Chính vì vậy, mối quan hệ của Quân Ninh với những đồng nghiệp đó đều rất tốt. Trương Quân Ninh trong mắt fans là nữ thần, còn báo chí phong tặng cô là đệ nhất khí chất mỹ nhân Đài Loan. Ít ai biết, Trương Quân Ninh và Phạm Băng Băng là hai người bạn thân thiết sau khi hợp tác chung trong siêu phẩm Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Thậm chí, cô còn được dự đoán là một trong những phù dâu đáng mong chờ nhất của đám cưới của Phạm Băng Băng. Bên cạnh đó, Trương Quân Ninh còn có một tình bạn đáng ngưỡng mộ với diễn viên Trần Ý Hàm. Cả hai cô gái có lối sống đơn giản, thích tìm niềm vui trong cuộc sống hơn là bon chen trong làng giải trí nhiều thị phi. Mùa hè năm ngoái, đôi bạn thân Đài Loan từng sang Việt Nam tham gia bộ phim Girl 2, những cô gái và gangster của nhà sản xuất Trần Bảo Sơn. Cùng điểm qua danh sách những người tình tin đồn của Trương Quân Ninh. Triệu Hữu Đình là một trong những trường hợp người tình tin đồn của Trương Quân Ninh khiến khá nhiều khán giả tiếc nuối. Sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Đặc vụ Kim Cương, Trương Quân Ninh bén duyên với Triệu Hữu Đình. Đã có nhiều tin đồn cả hai bí mật hẹn hò, nhưng vào thời điểm đó họ hoàn toàn im lặng. Mãi sau này, trong một chương trình truyền hình, cả hai mới nói ra quan hệ tình cảm đã kéo dài được 2 năm. Tuy nhiên, cuộc tình không trọn vẹn đó đã kết thúc trong hòa bình khi Triệu Hữu Đình đến bên Cao Viên Viên. Thời điểm đó, nhiều người đã đồn đoán rằng Cao Viên Viên là kẻ thứ ba phá vỡ mối quan hệ giữa Triệu Hữu Đình và Trương Quân Ninh, nhưng không ai trong số họ lên tiếng về việc này. Trương Quân Ninh và Lâm Triết Nhạc. Tháng 9 năm 2018, Sina đăng một bài báo với nội dung Trương Quân Ninh phát hiện bạn trai mình nhận được tin nhắn mùi mẫn, tình cảm của cô gái khác. Mặc cho bạn trai cô ra sức giải thích rằng chỉ là bạn bè bình thường và bay sang tận Thanh Đảo để xin lỗi, nhưng Trương Quân Ninh không chấp nhận và quyết định chia tay. Trương Quân Ninh và Lâm Triết Nhạc bắt đầu hẹn hò từ hồi tháng 6 năm 2017. Khi ấy, còn rộ lên tin đồn cả hai đang sống chung. Thế nhưng ngay sau đó, Trương Quân Ninh đã phủ nhận thông tin này và cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2019, cộng đồng mạng CBiz được dịp nhốn nháo trước thông tin Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn cùng nam thần Trương Hàn và sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 10 tới. Mặc dù trước đó cũng có nhiều bằng chứng nghi ngờ rằng Trương Quân Ninh và Trương Hàn đang hẹn hò với nhau, nhưng tin tức đột ngột về việc cả hai sẽ sớm kết hôn dường như đã khiến người hâm mộ một phen hoang mang tột độ. Trương Hàn, Trương Quân Ninh hợp tác với nhau qua hai dự án phim truyền hình là Tứ Đại Danh Bổ và Huyền Của Ôn Noãn. Sau khi hai bộ phim lên sóng, cặp đôi được nhiều người đẩy thuyền vì thể hiện các phân đoạn lãng mạn và nóng bỏng quá tốt. Trước tin đồn kết hôn tràn lan khắp các mặt báo, người trong cuộc là Trương Quân Ninh và Trương Hàn đã chọn cho mình cách đối diện dư luận khác nhau. Đối với Trương Hàn, anh rất không thoải mái khi lời đồn liên quan đến chuyện chung thân đại sự của mình. Nam diễn viên đã chọn cách lên tiếng gắt gào phủ nhận. Cụ thể, bên phía đại diện của Trương Hàn đã gián tiếp ngấm ngầm bác bỏ thông tin Trương Hàn sẽ kết hôn cùng Trương Quân Ninh vào tháng 10 tới.
Đối với Trương Quân Ninh thì nữ diễn viên lại chọn cách im lặng, phớt lờ mọi tin đồn liên quan đến chuyện kết hôn với Trương Hàn. Cô nàng tỏ ra không mấy quan tâm để ý đến tin đồn. Động thái gần nhất của cô sau khi thông tin này phát tán chính là bình luận chúc mừng sinh nhật người chị em Phạm Băng Băng. Ngày 25 tháng 9 vừa rồi, giới truyền thông và mạng xã hội xứ Trung được phen nhốn nháo khi hình ảnh hẹn hò của Trương Quân Ninh và người yêu cũ Đường Yên bị phát tán rộng rãi. Ngay sau khi tin đồn hẹn hò của Trương Quân Ninh và Khưu Trạch được đăng tải, phía nam diễn viên đã lên tiếng thừa nhận. Thông qua trang Sina, phía Khưu Trạch đã trả lời, vẫn đang cố gắng để theo đuổi, hy vọng mọi người chúc phúc. Ngay lập tức, từ khóa Khưu Trạch thừa nhận chuyện tình cảm với Trương Quân Ninh đã nằm trong top 1 tìm kiếm của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Sau khi tin tức thừa nhận của Khưu Trạch được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã nổi giận và ném đá nam diễn viên. Nguyên nhân là vì cách trả lời úp mở của Khưu Trạch đã khiến nhiều người hiểu nhầm là anh đã hẹn hò với Trương Quân Ninh rồi. Cái tên tiếp theo ghi vào danh sách những người tình màn ảnh của Trương Quân Ninh chính là nam thần hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, Chung Hán Lương. Cả hai đã có dịp hợp tác trong bộ phim truyền hình Thời gian đẹp nhất. Chung Hán Lương vào vai Lục Lệ Thanh, một tổng tài tài giỏi, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại bị Tô Mạng, Trương Quân Ninh đánh cắp trái tim. Trương Quân Ninh và Hà Nhuận Đông, nam tài tử xứ Đài có lẽ là người có duy nhất với Trương Quân Ninh khi anh liên tục kết đôi cùng cô trong nhiều dự án phim ảnh lẫn quảng cáo. Hà Nhuận Đông từng làm người yêu của Trương Quân Ninh trong 3 bộ phim Xin Anh Hãy Nhấn Chuông Lần Nữa, Lạc Tuấn Khải và Chỉ Cần Một Phút. Ngoài ra, cả hai cùng hợp tác trong quảng cáo bảo hiểm và làm người đại diện cho Grovision. Cứ mỗi lần hợp tác với Quân Ninh là Nhuận Đông lại bị các fan ghép đôi nhiệt liệt. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Sự nghiệp của Trương Quân Ninh không hào nhoáng. Suốt hơn 10 năm lận đận với nhiều vai diễn lớn nhỏ, tuy luôn chăm chỉ tham gia nhiều phim khác nhau, nhưng Trương Quân Ninh vẫn chưa thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chưa đủ đột phá để trở thành gương mặt được người xem nhớ đến. Năm 2013, Trương Quân Ninh quyết định sang Đại Lục đóng phim và bất ngờ thành công với vai nữ chính Tô Mạng trong Thời gian đẹp nhất, đóng cặp với Chung Hán Lương. Nhờ diễn xuất ấn tượng trong bộ phim Ngôn Tình, Trương Quân Ninh tiếp tục gặt hái được thành công với vai phản diện Từ Huệ trong Võ Mì Nương truyền kỳ. Cũng chính năm 2013 này là năm mà sự nghiệp của Trương Quân Ninh có bước tiến nhảy vọt nhất. Mặc dù vai Từ Huệ mang đến cho đệ nhất mỹ nữ Đài Loan nhiều cơ hội, nhưng vô tình khiến cô rơi vào vòng xoáy khắc nghiệt của làng giải trí. Không lâu sau đó, Trương Quân Ninh bị đóng băng sự nghiệp trong vòng 3 năm. Nhiều người cho rằng lý do chủ yếu dẫn đến việc này là vì cô từ chối những quy luật ngầm trong ngành giải trí. Đồng thời, tần suất cô xuất hiện trên các tạp chí hay sự kiện vô cùng ít ỏi. Những phim cô tham gia từ sau năm 2014 đều là vai phụ và không thành công như mong đợi. Bộ phim đáng mong đợi nhất 2017 của Trương Quân Ninh là Hậu Cung Như Ý Truyện và Du Phi Kha Lý Diệp Đặt Hải Lan. Có thể nói, Trương Quân Ninh sinh ra và lớn lên trong một gia đình xuất thân danh môn vọng tộc, được mọi người kính nể, giáo dục tốt nên tính cách của cô nàng cũng vô cùng tinh tế và nhã nhặn từ khi mới vào nghề. Chính vì tính cách ôn hòa, nhu mì trời sinh nên Trương Quân Ninh xưa nay phát triển sự nghiệp trong bình lặng. Có lẽ cái tên này vẫn không có quá nhiều người biết đến và ghi nhớ, nhưng với hầu hết những ai biết tới Trương Quân Ninh đều khắc cốt ghi tâm việc cô là một mỹ nhân tài sắc phèn toàn, đức hạnh ôn nhu, đời tư kín đáo.